Thưa quý vị và các bạn vừa xem qua một số hình ảnh của giải vô địch đua vỏ lãi Composite Quốc gia lần thứ 3 năm 2023 được diễn ra tại Rạch Cái Khế, thành phố Cần Thơ vào sáng ngày hôm nay, sáng ngày 4 tháng 9 năm 2023. Giải đua được tổ chức nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Tuy nhiên thì sáng ngày hôm nay thời tiết không có tốt các bạn, trời mưa khá là nhiều, nên là nhóm của mình cũng không đến ghi hình được để chia sẻ với các bạn xem toàn cảnh của buổi của giải đua, nên nhóm chỉ đến hơi muộn các bạn, nên chỉ ghi nhận được một số hình ảnh vào giờ chót thôi, mong các bạn cũng thông cảm. Bây giờ thì còn một số hoạt động nữa như là bài dù lượn, rồi sẽ công bố và kết quả và trao giải luôn. Và phần còn lại của thời gian còn lại của video, mình mời các bạn cùng xem lại những hình ảnh thoát tim trong giải đua xe mô tô cúp liên đoàn xe đạp mô tô toàn quốc năm 2023 được diễn ra tại sân vận động thành phố Cần Thơ vào chiều ngày 2 tháng 9 năm 2023 trong dịp lễ Quốc khánh. Và ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần video ngày hôm nay. Đây là hình ảnh một số hoạt động như là bay dù lượn các bạn, để cùng chào đón giải đua Composite Quốc gia lần thứ 3 năm 2023 vào sáng nay. Kỷ nguyên mới không ngại gian khổ.
Giờ tranh tài sôi nổi, giải vô địch đua võ Composite quốc gia lần thứ 3 năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Sau đây, ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết và phát thưởng cho các đơn vị và vận động viên đã đạt thành tích xuất sắc tại giải năm nay. Đầu tiên, chúng tôi xin được công bố các đơn vị đăng ký sớm nhất tại giải năm nay. Xin mời các đơn vị: huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, đơn vị huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau và đơn vị huyện Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ. Xin mời đại diện của ba đơn vị chúng ta sẽ tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng từ ban tổ chức. Đơn vị huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, huyện Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Ngoan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ miền Tây Bắc Rắn sẽ đại diện cho ban tổ chức tặng thưởng cho các đơn vị đã đăng ký thi đấu sớm nhất tại giải năm nay. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Ngoan. Một lần nữa xin được chúc mừng các đơn vị. Và tiếp theo chúng tôi xin được công bố giải 6 vận động viên Mai Văn Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Giải 5 vận động viên Hà Cô Xuyên, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang. Và giải 4 vận động viên Lê Minh Bằng, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Xin mời các vận động viên có tên chúng ta sẽ khẩn trương bước lên phía trên để nhận giải từ ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Duy Hùng, trưởng phòng quản lý thể dục thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Đình Hải, giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ và ông Từ Trung Nam, chủ cơ sở sản xuất chân vịt Inox IV sẽ thay mặt cho ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt giải 6, giải 5 và giải 4. Xin được cảm ơn ông Trần Duy Hùng, xin được cảm ơn ông Trần Đình Hải, xin được cảm ơn ông Từ Trung Nam và một lần nữa xin được chúc mừng các vận động viên. Và tiếp theo chúng tôi xin được công bố giải 3, xin được chúc mừng vận động viên Trần Bảo Hiếu, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Giải 2, xin được chúc mừng vận động viên Đỗ Thanh Nghiêm, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Và giải nhất, xin được chúc mừng vận động viên Lê Văn Thái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
Xin được trân trọng kính mời ông Đặng Danh Tuấn, Phó trưởng phòng thể dục thể thao, Cục Thể dục Thể thao. Xin được trân trọng kính mời ông Trương Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trưởng ban tổ chức, và ông Đặng Văn Thành, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đông Hải, sẽ lên trao thưởng cho các vận động viên đạt giải nhất nhì ba của giải năm nay. Và xin được cảm ơn ông Đặng Văn Thành. Một lần nữa xin được chúc mừng các vận động viên đã đạt giải của năm nay. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, các vận động viên cùng quý khán giả thân mến, lễ bế mạc và trao thưởng giải vô địch đua võ Composite quốc gia lần thứ 3 năm 2023 đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn quý lãnh đạo, quý đại biểu đã dành thời gian đến tham dự, góp phần thành công cho buổi lễ hôm nay. Kính chúc quý vị cùng quý khán giả sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin được cảm ơn và trân trọng kính chào. Lòng khát khao tình yêu cuộc sống, như cánh chim trời tung bay, con sức tô đẹp tương lai, đôi đất trời vòng tay thân Và ngay sau đây, thời gian còn lại của video ngày hôm nay, mời các bạn cùng xem những hình ảnh hết sức gay cấn và hấp dẫn của giải đua xe mô tô toàn quốc trên cúp liên đoàn xe đạp mô tô thể thao năm 2023, vòng đua tại thành phố Cần Thơ, được diễn ra vào chiều ngày 2 tháng 9 năm 2023 tại sân vận động Cần Thơ vừa qua, với 3 dòng xe đó là Gia Dách 125, Suzuki Sibor 120 và Exciter 150 phần khối. Thank you.
tình hình sức khỏe các vận động viên ổn các bạn. Mọi người cùng vỗ tay reo mừng. Một vận động viên test xe đã bị thương rồi nha các bạn. Giờ còn lại 3 vận động viên. Xem tình hình của hai vận động viên bị ngã như thế nào. Một vận động viên đã được các ban tổ chức chở ra bên ngoài rồi các bạn. Yeah.
chạy và dẫn xe ra bên ngoài các bạn.